Hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 11.000 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi và sinh hoạt cho hàng triệu người dân ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Tuy nhiên, tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi này đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, hủy hoại môi trường dòng sông và đe dọa trực tiếp đến sinh kế của người dân. Vốn là dòng kênh mang nguồn nước phục vụ cho thủy lợi, nhưng sự ô nhiễm của hệ thống này đã mang lại rất nhiều hệ lụy từ dòng kênh. Đây là những hình ảnh rất hiếm gặp của sông Cầu Bây, đoạn chảy qua xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là khu vực đầu nguồn của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Sau trận mưa to, nước sông được pha loãng, nhưng có vẻ không gột sạch được những dấu tích của sự ô nhiễm vẫn hiện hữu ở đây. Ông Lê Ngọc Miên là người chứng kiến rõ nhất những thay đổi của con sông này. Mùa này là chúng tôi còn đỡ, đến là mùa là từ là tháng 10 giả ra đến tận là tháng 3, tháng 5 thì ôi một tôi xúc một cái là cái xô nước lên ý, là phải hàng nghìn con bọ gậy. Đấy, hàng nghìn con bọ gậy là không phải là một ít đâu, mọi người ngay dưới bờ này xúc lên cái là hàng nghìn con bọ gậy luôn, nên là nhiều lắm, nên là bẩn lắm, nên là một tối tôi là ngay dưới nhà này tôi đánh muỗi, có thể là một cái máy muỗi có thể là hàng lưng bắt con muỗi. Đi dọc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, vụ lúa tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang bắt đầu. Thế nhưng quá cám cảnh với nguồn nước ô nhiễm nên người dân ở đây chẳng mấy mặn mà với việc trồng lúa. Vâng ạ, đấy. Bây giờ mà làm đồng thế này này, nó ô nhiễm, máy nước vào đồng này nó có đen như nước cống. Nó đen như nỗi mà không, mọi người đi làm không dám rửa chân tay, phải ra rửa. Mà thôi buộc rằng máy nó đồng thì thôi thì cứ phải làm thôi, chứ còn nó ô nhiễm sợ lắm. Cho nên dân họ rong muống họ không dám ăn đâu. Vì là rong muống nó phàm ăn thế nào, cho nên cái chất ý là nó ăn nhiều nên là nó bị ảnh hưởng đến ruột, cho nên về đi ngoài luôn. Đấy, nên sợ lắm. Về cả rau cải, cái khác họ tưới tắm này khác mà mình không biết này khác mà họ múc cái nước mà tưới vào cái là về ăn cũng bị đi ngoài luôn. Nước sông ô nhiễm không chỉ lấy đi nguồn sinh kế của người dân, mà giờ ở nhiều nơi trên địa bàn hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, các căn nhà ở gần sông quanh năm còn phải cửa đóng then cài để tránh ô nhiễm, dù người dân đang ở trong chính căn nhà của mình. Trời già trẻ con, sáng ra phải nói là thối không cực kỳ, ai đi qua cũng phải bịt mũi. Thế cho nên là đề nghị bây giờ cháu làm thế nào, các cô đi ở đây, các cô là trẻ con là rất hay bị viêm mũi này, muỗi rất nhiều, bây giờ không có muỗi. Muỗi cực kỳ, nếu mà những cái hôm mà nó nước sông đen này, muỗi đứng ngoài đường không dám đứng, bởi vì muỗi rất là nhiều, muỗi nó đen, muỗi đen. Thế cho nên là các cô thấy là rất là nhiều lần đề nghị rồi, thế nhưng mà cũng không được. Theo kết quả quan trắc của Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường trong năm 2021, lấy mẫu tại 10 điểm trên kênh trục Bắc Hưng Hải, tất cả đều bị ô nhiễm. Trong đó, nhiều vị trí cống xả ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Dòng nước ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến việc lấy nước, phục vụ cho công tác thủy lợi là nhiệm vụ chính của dòng kênh này. Cũng lực bất tòng tâm, báo cáo với chị là nước, nguồn nước lấy vào thì thấp, ít. Thế mà nếu như mà muốn ở trong nó bớt đen bớt đặc đi thì tháo nó đi thì lấy vào, thế nhưng mà mực nước thấp thì lại không đảm bảo cho các trạm bơm ở trong đồng để vận hành được. Thế như vậy cho nên là nó có cái khó ở đó. Mơ ước về một dòng sông được hồi sinh trong tương lai không xa là điều mà hàng vạn người dân sống ven hai bờ sông Bắc Hưng Hải mong chờ bao năm qua, và cũng chính họ là người đã và đang thấu hiểu nhất hậu quả khi nước sông ô nhiễm, môi trường bị hủy hoại. Nhưng mơ ước đó chẳng biết đến bao giờ mới thành hiện thực.